không dám đuổi nó đuổi nó sợ nó đói tội nghiệp rồi tôi than nó nó biểu mây túi ba gan đi là đi đựng vàng rồi ông tính làm sao cái nói ủa uh, 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 nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng là bốn cái vật này là quý nhất mà tại sao gia đình mình có lợi vậy là quý có lợi lộc rồi lợi lộc dữ lắm thôi bây giờ em vô mây cái bọc cái là ba gan cái cái túi cái túi bọc cho ba gan rồi để đó ngày bơi coi đảm bà tôi xin kể lại một chuyện đời xưa chuyện đời xưa này là có hai ông bà này sanh được hai thằng con trai mà một thằng nó hiếu thảo vô cùng hai ông bà nuôi hai thằng con tới lớn cứ vợ đầu rồi nhưng mà chưa có chưa cho ra riêng nha quý vị còn ở chung còn ở chung trong nhà trong số đó thời gian cái hai ông bà lâm bệnh chết đi thì hai anh em cũng nghe lời cái thằng em á, thì nó nghe lời anh dữ lắm là vì nó có hiếu với cha mẹ mà ở trong đó năm hai năm nói ví dụ như chén sống còn khô quý vị ơi là hai người dâu ở chung nhau thì thế nào cũng có tự ái rồi cái ông anh này ông nghe người vợ bàn tới bàn lui nói tới nói lui rồi cái ông em này á thì vợ bàn thì bất chấp không nghe ra không giờ cha mẹ chết còn hai anh em ở trong nhà cái ông anh tính chờ tính cái cái việc mà để cho ông em ra riêng đi cho rồi chứ không thôi vợ mình cao nhân hoài chịu sao nổi ông anh thì cũng có cái tánh nghĩa là bị lớn khôn hơn là tính có cái cách nghĩa là hơi ý đồ cái ông ấy à, viết một cái tờ ly dị giả ông viết giả vậy không viết cái tờ ly dị để cha mẹ đứng tên rồi chồng đàng hoàng thấy không cái bữa đó ông ấy kêu kêu em nó thôi bây giờ anh em mình ở đây cũng mấy năm rồi bây giờ thôi anh em mình ra riêng đi sau này em thì cũng có con anh đây cũng có con rồi sau này mấy đứa nít nó quánh lộn nó lạo nhau rồi hai chị em bạn dâu nó không được hài hòa bị gì đứa nào cũng binh con không hả rồi chị em nó thì nhịn nhường nhịn nhau thì được rồi biết tới con nó nhường nhịn để hay không thôi giờ anh tính vậy là vì em ra em cất cái nhà là em ở anh ở đây rồi em cất cái nhà ở rồi em tính làm sao thì cái ông em nói vậy thì tôi với anh xa nhau rồi được anh hồi đó cha mẹ thì thương mình lắm rồi cái để ở chung thì tôi anh giờ cũng ở chung vậy chứ cũng như cha mẹ còn sống đi cái ông anh nói không được vì vì cha mẹ có làm tờ di chúc nè mày là bây giờ anh lấy cái tờ di chúc ra hãy đọc sau mày phải y vậy ha vì vì cha mẹ có di chúc rồi di chúc lợi mà rồi đó là mày chưa hay cái nói ờ, cha mẹ di chúc sao đâu anh lấy xuống cho anh đọc đi và em nghe coi cái ông leo ông tràng ông lấy cái tờ giấy mà ông làm di chúc giả đó ông xuống ông đọc cái tờ di chúc đó hoàn toàn ông đọc cái vong vong vòng dẫn ha để lại cho hai anh em nhưng mà cái gì cái đó thì thằng thứ hai còn cái gì đực đó thì thằng út ha đó mày nghe không cha mẹ đã làm tờ di chúc mà cái gì cái là của tao cái gì đực là của mày hai anh em chia hai đồ Đó yeah cái đem ra chia cái gì cũng cái không tiêu cái không cái không thì gì anh nó không à? à chia hết trơn hết trọi trong nhà là hoàn toàn của anh nó không cái thằng út nói vậy có cái gì của em không là đây nè à. à, cha mẹ có để nè là cái được gựa cái này là đực cái đực <laughs> đực gựa này là em cái đực gựa cái em nói thôi giờ cha mẹ tính vậy thì em nghe vậy bị gì nó có hiếu mà cha mẹ mặc dù chết nó cũng dưng lời cái okay, thôi như vậy là em lấy được ngựa lấy được ngựa cái thằng anh nó còn có cái ý đồ nữa nó bây giờ đã cát ở đây mà mướn ở tốn tiền tốn bạc anh bàn với em vậy nè đây vô trong cụm gừng trọng đó thì không bao xa đâu vài giây số à anh tính ở gần nó nghèo nó thiếu gạo đồ lợi mượn gạo tiền rồi mình cho mượn hoài sao anh em lẽ đòi mình mượn người mình thì cũng giết cho nó đuổi nó đi cho xa vô ca à, vô bìa rừng đó em ở đi rồi em đốn củi có cây được cửa rồi thì em đốn củi đồ bán mua gạo vợ chồng ăn được rồi chứ em ở đây rồi lậu vô rừng đó nó xa lắm cái anh em cũng nghe lời vô mấy rừng ở ở à, nhưng mà trong đó thì cái có cây khế cây khế nghe là ông già ông chồng bên hông nhà thằng em là thôi bây giờ vô đó thì ở đây anh cũng cây trái bây giờ có cây khế này thôi anh cho tôi cây khế đó là ừ thôi của cha mẹ mà xin gì cho anh ấy à bây giờ làm bộ hết tốt nha bây giờ cây khế đó thì ở trong này trong cái um, tờ di trúc này không có để không có để cây khế đồ này bứng cái khế đi đi cái thằng này, em bứng cây khế vô chồng ngay trước cửa trong ngay trước cửa đó mỗi năm đều là trái quằn quại bị cha mẹ theo độ hay sao không biết hay. thì bẻ trái khế để đem vợ đem chợ bán mua gạo rồi về ăn cái trong thời gian thì cúng cơm bà mẹ cúng cơm bà mẹ cái nó mời không ai đi hết trơn á là mấy đám dỗ rồi cũng không ai đi bị nó nghèo mà cái nấu cơm cúng cho bà mẹ thì hai vợ chồng ngồi lại giái rồi cái ngồi buồn tuổi phận khóc hai vợ chồng ngồi khóc cái có ông già hàm gấu tóc bạc và phương phi người tốt cũng như ông tiên ông vậy đi ngang ở ngoài đường đi ngang ngoài bờ kinh ngang cửa nhà nó cái hỏi sao tụi bay sao mà hai đứa ngồi khóc đây mâm cơm đây ngồi khóc đây cái cái thằng em nó thật lợi hai chồng thật lợi con nói thiệt với ông là vì con nghèo quá đám dỗ bà mẹ mà mời anh em dòng họ tộc họ gì không ai đi hết trơn á còn anh con á, thì cúng ông cha mà cúng rồi á, thì tộc họ dòng họ lại gần gần đông đủ thành ra bây giờ con cái nghèo của con con khổ quá con buồn hai vợ chồng ngồi khóc cái cái ông già hàm râu tóc bạc này ông ta, con à trên đời thì nó có cái vậy đó <laughs> nhưng mà ông khuyên hai con thôi đừng khóc nữa đừng có buồn bởi vì người xưa có nói lại bằng cùng à, à, bằng cư náo thị vô nhân vấn phú tại lâm sơn hữu diễn thân đó con Thấy không? thì cái thằng này thưa ông ông nói vậy con có biết gì đâu ông nói làm sao ông ông nói rõ lại cho con vợ chồng con nghe mới biết được cái ông này ông nói nếu như bằng bằng cư nấu thị vô nhân dân đó thì tất nhiên nghĩa là con nghèo như vậy nè mà con lợi ở chợ cũng không có dòng họ bà con đâu con đừng có buồn con ở trong mấy rừng về là phải rồi còn là bằng à, bằng bằng cư náo thị vô nhân dân con nghèo ở chợ không ai tới à, à, bần cư náo thị vô nhân dân thú tại lâm sơn hữu diễn thân con bây giờ con giàu lên rồi đấy không con ở tại đây con cúng mẹ con cô bác ông bà dòng họ anh em vô gần gần vô cúng cơm gần gần thì ông khuyên hai con như vậy hai con giàu gì hai con cũng phải nhớ hai câu nói của ông nói thì con khám khá chứ không có gì nghĩa là con đừng có buồn tuổi bần cư náo thị vô nhân dân phú tại lâm sơn hữu diễn thân đó con giàu con ở đây người ta cũng vô mà con nghèo vậy con ở giữa chợ cũng không ai tới con đừng có buồn nghe cái ổng bỏ ông đi bỏ đi cái trong thời gian đó qua năm sau cái cây khế nó có trái dung dèo chín trên cái vợ ra bẻ đi chợ bán được bữa hai bữa về mua gạo ăn mà cái có các con chim đại bàng ở đâu trong rừng nó bay ra nó bay ra nó lên nó nó ăn nó ăn cái cái trái chín của khế thì con vợ thấy tội nghiệp con chim đại bàng bởi vì nói lòng thiện mà nó nói <laughs> đại bàng ơi giờ vợ chồng tao nghèo quá nhờ có cái khế mà rồi Mày ăn nữa thì tao đây làm gì có gạo ăn Làm sao tao bán được Ngồi thang vậy chứ không đuổi Cái anh chim đại bàng nó ăn hai ba trái rồi Cái nó nói Ăn khế ta trả vàng Mây túi ba gan hay định vàng Anh à, chim đại bàng nó nó trả lời lại vậy à, Ăn khế ta trả vàng Mây túi ba gan đi <laughs> à, Đi lấy vàng Cái hàng chồng đốn củi về à? Con vợ nói Ông ông sao mà có con chim đại bàng nó lợi lớn quá lớn mà nó ăn thế tôi tôi không dám đuổi nó đuổi nó sợ nó đói tội nghiệp rồi tôi than nó nó biểu mây túi ba gan đi là đi đựng vàng rồi ông tính làm sao cái nói ủa uh, 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 nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng là bốn cái vật này là quý nhất mà tại sao gia đình mình có lợi vậy là quý có lợi lộc rồi lợi lộc dữ lắm thôi bây giờ em vô mây cái bọc cái là ba gan cái cái túi đó, cái túi bọc cho em ba gan rồi để đó ngày bơi coi đại bà đại đại bàng có lợi không cái để đó ngày bơi thiệt đại bạn lợi lại ăn hai ba trái khế cái nó cũng kêu vậy ăn khế ta trả vàng mấy túi ba gan hay ra ga lấy vàng cái anh chồng nghe vậy xếp cái bọc chạy ra chạy ra cái leo okay, kê phế khế cái phóng lưng chim đại bạn chim đại bạn bay tút ra ngoài biển bay qua ngang cái biển qua bên núi kia hoàn toàn là vàng không xuống dưới ô vậy là cứ việc hốt vàng cầm tay là bắp chân cầm chân có đủ mà cái túi ba gan nó đựng đầy hết trơn cái cột miệng lợi, thì nhảy lưng chim đại bàng bay về bay về tới đây cha vàng nó quá nhiều rồi thì nó đầm vào nha cái nó cách nhà cả cửa đàng hoàng rồi năm đó là làm đám dỗ cúng cơm cho bà mẹ linh đình nhưng mà mời không ai đi hết trơn bị nói nó còn nghèo chưa hay nó ở trong rừng đâu có ai đồn đãi ra gì đâu cái đi ra nói anh anh ngày mai đó là tới cái ngày cũng vô cúng cơm lễ dỗ cho mẹ em mời anh chị mấy cháu rồi này kia dòng họ đi vô đi vô đặng mà giữ cái lễ cúng cơm cái thằng anh nói ơi sao vậy mày đem cơm nước mà vợ chồng mày không đủ ăn làm gì mà cúng cơm bà mẹ mà cúng cho lớn mày đi mời đầu này đầu nọ cái là không em khá rồi em nhờ cái khế em khá rồi anh à cái nói mày á vợ chồng mày á cầu chiếu cổ mà lót đàn à, dọn ra hai hàng như làng ăn tiệc tao mới tới chứ không thôi á, là mày mà tao tới làm gì đi cho mở giò ha, gầy em vậy cái anh em nghe lời về chú cổ nó chảy ra tới nhà anh đó rồi nó cắt cái gạp ở trước cho thiệt lớn rồi nó dọn hai hàng như làng ăn cổ bao nhiêu người lại cũng ăn đủ hết rồi dọn cổ ra ngoài đó cái nó vô nói phân tay thưa anh anh nói vậy đó thì em làm ý như vậy rồi giờ em mời anh chị đi vô lễ dỗ bà già cái cô bác dòng họ xung quanh ủa trời ơi, thằng này sao mà Năm nay nó làm lễ dỗ linh đình vậy mà, là chiếu cổ trải đàn, mà nó, nó mời mình mà nó nói là dọn cổ ra như làng ăn tiệc. Thì ở mình vô thứ coi dòng họ đều vô hết. Vô hết gặp rồi, ha. Thôi thằng này quá giàu, thằng này cái nhà cửa nó cắt, nó là quy Nga. Là nhà cao cửa rộng mà lại là nó cúng cái đám dỗ của mẹ nó như vậy là không, trong làng này không ai cúng bằng nó hết là như vậy thằng này sao quá rồi cái cũng cúng kiến lại giấy đàng hoàng cái cô bác anh em đồ gì hết còn anh thứ hai nó không gì ở lại không gì à có thằng em mình nó làm có cái mánh gì đây mà nó giàu dữ vậy ở lại nói em mà em bây giờ anh nói thiệt với em em bây giờ giàu có nhà cao cửa rộng rồi mà giờ vật thực gì em cũng đủ hết mà đất cò bay thẳng cánh bây giờ thôi em cho anh mượn cây khế đi về anh trồng năm thử coi anh khá không cái em em có hiếu cha mẹ mà thương anh em được bây giờ em hết đói rồi thôi cây khế anh bứng về đi bứng nhiều ngải anh trồng coi quả mai có được giàu có không cây bứng về trồng trồng ở trước cửa tới khế có trái có trái cái chim đà bàng cũng bay lại cây khế ăn bay lại thế ăn cái cũng đuổi cũng nói mày đi đi mày ơi tao à, nhờ nó mà tao bán ăn gạo nói cũng y như em nha bán ăn gạo cái chim đại bàng nó ăn khế ta trả vàng mây túi ba gan đi đựng vàng cái cũng làm y nó vô nó mây cái túi sáu gan hiểu <laughs> vợ mày cái túi sáu gan à, qua bữa sau lại qua bữa sau lại cái chim đại bàng bay lại nữa bay lại nữa cái phóng lưng chim đại bàng đi đi cũng bay ngang cái biển lại tới cái núi đó xuống hút vàng hút cho đầy bao hết trơn rồi cột miệng nhảy lưng chim đại bàng bay về, bay nửa biển chim đại bàng nó bỏ bớt bỏ bớt nặng quá rồi té biển té biển bỏ bớt cái ra ngồi lựa lựa cục nào nhỏ để thảy thảy mới có hai ba cục là còn nặng quá chim đà Bàng nói bỏ đổ bỏ bớt bỏ bớt mà không chịu cứ ngồi lựa hoài nó nghiêng cánh rớt biển chết tư <laughs> Thành anh lấy vàng được nhưng mà không xài gì được hết Kêu bằng tổ thiên trả lợi địa đó quý vị Kính chào quý vị Bởi cái tánh tham thì không cái gì được hết trơn á yeah.